Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách hút chân không cho máy lạnh. Để mà hút được cái chân không cho máy lạnh này, điều đầu tiên các bạn lưu ý đó là cái máy lạnh của mình phải nạp ga mới. Thí dụ muốn thay ga mới cho máy lạnh thì chúng ta sẽ tiến hành xả hết ga của máy lạnh ra và tiến hành hút chân không cho máy lạnh để mà chúng ta tiến hành nạp ga, để cho một cái môi trường trong ống đồng cũng như là lốc máy nén nó sẽ là môi trường chân không và không có không khí ha. Rồi, đối với cái máy dòng Mono Mitsubishi này thì chúng ta sẽ tiến hành hút chân không trong khoảng tầm 15 đến 20 phút. Thì con máy này thì mình đã bỏ từ lâu rồi. Hôm nay mình sẽ lấy ra, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hút chân không của một cái máy lạnh. Thì dụng cụ đầu tiên để hút chân không đó là máy hút chân không volume 2 chấm, đồng hồ áp suất. Thì để hút được chân không thì chúng ta sẽ cần một cái đồng hồ áp suất. Rồi, mình hút bằng cái đồng hồ màu xanh ha, đồng hồ hấp áp. Để đạt mức chân không lý tưởng thì chúng ta sẽ hút về 76 kg trên cm vuông ha các bạn. Rồi. Giờ đây để thao tác thì chúng ta sẽ kết nối cái ống dịch vụ này vào cái đầu van dịch vụ của cái lốc máy lạnh. Sau đó một cái đầu ống đỏ này thì mình sẽ nối vào cái đầu của cái máy hút chân không và ta sẽ cấp nguồn cho nó xong. Và mình sẽ tiến hành thao tác cho các bạn xem nhé. Do cái dây ga ở giữa là dây ga màu vàng mà dây ga mình nó hư rồi, mình sẽ thay bằng dây ga đỏ ha, các bạn thông cảm cho. Thì đối với con dòng R32 này đấy, nếu mà muốn nạp ga bổ sung thì vẫn được. Còn riêng đối với con dòng R410, các bạn muốn nạp ga bổ sung á, thì các bạn phải xả hết ga, sau đó hút chân không và nạp ga mới hoàn toàn. Vì cái dòng R410 là một con hỗn hợp, môi chất hỗn hợp, nó có những cái chất làm lạnh theo cái thông số nhiệt độ khác nhau, cho nên các bạn đặt bổ sung vào thì những cái lượng nhiệt, những cái hỗn hợp đó sẽ không làm lạnh đều với cái hỗn hợp có trong sẵn trong máy. Vì vậy đối với các dòng máy mới nhất hiện nay, inverter dòng 410A, các bạn đó, nếu muốn nạp ga bổ sung thì nên xả hết ga và nạp mới từ đầu nha các bạn. Còn đối với dòng máy lạnh, ví dụ môi chất lạnh R32 thì các bạn cứ nạp ga bổ sung bình thường, nếu mà nạp khí hoặc nạp lỏng đều được ha. Còn riêng ở 410 chúng ta tiến hành nạp lỏng thôi, còn R32 này thì hút chân không và nạp khí cũng được. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối ống cho các bạn xem nhé. Rồi, một đầu của van ta nối vào cái ống nối vào cái máy hút chân không. Một đầu của van đồng hồ đây, lên. Chúng ta sẽ nối vào máy hút chân không. Lưu ý là các bạn siết chặt xíu. Một đầu còn lại của đồng hồ chúng ta sẽ nối vào đầu van dịch vụ của máy lạnh.
Rồi. Khi hút chân không, chúng ta lưu ý đó là chúng ta sẽ mở mở hết những đầu hút, đầu về cũng mới lạnh như thế mà mở hết ra. Rồi, mở khóa qua đồng hồ đỏ lại. Cái đầu quan đỏ này khóa lại, cái đầu này mở ra ha. Sau khi mà chúng ta đã thao tác hết rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cấp nguồn cho máy hút chân không. Chúng ta bắt đầu bật máy lên. Và chúng ta để máy chạy trong khoảng 15 phút nha các bạn. Các bạn có thấy cái kim nó chạy xuống này. Đó. Hút về 76mm. 76kg trên 100m² là được ha. Rồi mình cứ đợi trong khoảng 15 phút đi. Nè. Rồi, một xíu nữa mình quay lại đi. Vâng, xin chào các bạn. Nãy giờ nó hút chúng cả 6-7 phút rồi đó. Chắc mình phải đợi thêm 8-9 phút nữa nha các bạn. Đây. Thì đồng hồ nó xuống tới cái mức là khoảng 60kg trên cm². Nếu mà nó nằm ở tầm này không thì cũng ổn nha các bạn. Thì cái máy 2 chấm này nó hút tới tầm đó là thấy hết lóc rồi đó rồi. Rồi, mình sẽ quay lại sau. Rồi, nãy giờ chắc cũng được là 15 phút rồi đó các bạn. Thôi để mình khóa cái van xanh lại và mình tiến hành tắt máy nha. Để đầu tiên á, trước khi mà tắt máy thì chúng ta lưu ý là phải khóa cái van xanh lại trước, sau đó hạ tắt máy. Rồi, khóa van xanh lại. Thông số nằm ở vị trí này nha các bạn. Cũng gần xuống đạt mục tiêu rồi đó. Ok. Mình để thêm một khoảng thời gian đi. Cho nó xuống 76 mình có thể ngân không. Xíu quay lại nha các bạn. Được. Mình sẽ tiến hành khóa van lại nha. Khóa van lại. Rồi. Nó cứng lại. Rồi mình sẽ tắt máy. Thông số ở vị trí này. Tắt máy sau đó mình sẽ để khoảng 3-4 tiếng đồng hồ xem cho nó có rò rỉ đường ống hoặc là nó có xì vàng hay không. Rồi. Nếu clip thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, để mình có động lực để mà làm những cái clip hay hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn.